Xin chào tất cả các em. Đến với cái buổi ôn tập thi trung học phổ thông quốc gia môn ngữ văn. Ở tiết học trước, cô đã cung cấp cho các em những kỹ năng cơ bản để làm tốt phần đọc hiểu của bài thi trung học phổ thông quốc gia. Ngày hôm nay, cô sẽ cung cấp cho các em những cái bí quyết để chinh phục phần nghị luận xã hội trong đề thi trung học phổ thông quốc gia môn ngữ văn. Bố cục của bài giảng ngày hôm nay bao gồm 4 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại những điểm mới trong yêu cầu của câu nghị luận xã hội từ năm 2017 cho đến hôm nay. Phần thứ hai cũng chỉ là nội dung chính của bài. Chúng ta sẽ điểm qua những bí quyết để chinh phục đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ. Phần thứ ba, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ba kiểu đoạn văn nghị luận xã hội, cách nhận diện và cách làm bài. Và phần thứ tư là phần luyện đề. Bây giờ mời các em vào bài. Thứ nhất là chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những cái điểm mới trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia từ năm 2017, môn ngữ văn. Khảo sát đề từ năm 2017 cho đến năm 2020, thì các em có thể nhận ra ba cái điểm mới cơ bản. Thứ nhất đó là cái câu nghị luận xã hội nó tích hợp với phần đọc hiểu theo hướng vận dụng cao và phần nghị luận xã hội chỉ yêu cầu viết đoạn văn với dung lượng khoảng 200 chữ. Về mặt hình thức thì đề chỉ yêu cầu là chúng ta chỉ cần đảm bảo hình thức đoạn văn, tức là viết thành một đoạn và không xuống dòng, và cố gắng đảm bảo dung lượng 200 chữ, tức là khoảng 2 phần 3 trang giấy thi. Về cách trình bày, học sinh có thể trình bày đoạn văn theo kiểu diễn dịch, quy nạp, móc xích và song hành. Thì đây là những điểm mới cơ bản của đề thi Trung học phổ thông quốc gia ở câu nghị luận xã hội. Bây giờ chúng ta qua cái phần hai nhỏ, chúng ta tìm hiểu 8 cái bí quyết để chinh phục đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ. Ở đây thì cô sẽ cung cấp cho các em 8 bí quyết. Các em cố gắng nhớ và vận dụng để làm tốt cái phần nghị luận xã hội này. Các em nhớ là cái câu nghị luận xã hội này chỉ chiếm 2 điểm trên 10 điểm. Tuy nhiên, cái câu này là cái câu rất dễ để các em có được điểm tối đa 2 điểm nếu các em nắm chắc kỹ năng làm bài. Bí quyết thứ nhất là các em cần xác định từ khóa then chốt. Việc xác định từ khóa then chốt sẽ giúp các em xác định được vấn đề nghị luận là gì và dạng đề là gì. Từ đó chúng ta sẽ chọn được dàn ý phù hợp và sắp xếp các ý để bài văn mình đạt điểm tối đa. Cô lấy ví dụ như hai cái đề ở trên slide. Đề thứ nhất, bàn về tình yêu quê hương đất nước của thế hệ trẻ hôm nay. Đề thứ hai là bàn về tình yêu quê hương đất nước. Các em thấy mặc dù hai đề này nó nhìn sơ qua thì có vẻ là giống nhau. Tuy nhiên, mỗi một đề nó ở một dạng khác nhau. Về chúng ta phân biệt như thế nào? Ở đề 1, các em thấy là từ khóa tức là mình tìm cái từ chủ đề của cái yêu cầu đề, đó chính là tình yêu quê hương đất nước. Từ khóa thứ hai chỉ đối tượng, tức là thế hệ trẻ, và từ khóa thứ ba là hôm nay. Từ những từ ba cái từ khóa đó thì chúng ta xác định được vấn đề nghị luận đó là tình yêu quê hương đất nước của thế hệ trẻ. Như vậy chúng ta sẽ viết về tình yêu quê hương đất nước của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, dạng đề đó là bàn về một hiện tượng đời sống xã hội. Ở đây chúng ta dựa vào từ khóa là hiện nay, đúng không? Hiện nay, hôm nay. Đây là cái dạng đề thuộc về hiện tượng đời sống xã hội. Đối với dạng đề thứ hai là bàn về tình yêu quê hương đất nước. Đề này chỉ có một duy nhất một từ khóa đó là cái chủ đề tình yêu quê hương đất nước. Còn đối tượng thì đề không hề xác định mà chỉ xác định là chung chung. Còn thời gian thì không có. Như vậy chúng ta xác định được vấn đề nghị luận và dạng đề như sau. Vấn đề nghị luận đó là tình yêu quê đất nước, tương tự như là chủ đề 1. Tuy nhiên dạng đề lại là tư tưởng đạo lý, tức là bàn về cái tình yêu quê đất nước. Đây là thuộc dạng đề tư tưởng đạo lý. Như vậy các em thấy rằng việc xác định từ khóa sẽ giúp chúng ta xác định được dạng đề mà chúng ta cần làm là dạng đề gì để mình phân biệt được nha. Đời sống xã hội hay là tư tưởng đạo lý, từ đó mình có cái dạng đề nó phù hợp. Như vậy các em nhớ cho cô, bước 1 là xác định từ khóa then chốt. Các em gạch chân giữa những từ khóa của đề để xác định vấn đề và dạng đề nghị luận. Bí quyết thứ hai đó là các em cần xác định thông điệp và nội dung của đề. Thì đối với cái những cái đề văn mà họ ra một đoạn thơ hoặc là một đoạn trích văn xuôi thì việc xác định thông điệp, nội dung là một điều vô cùng quan trọng. Cho nên là các em cần nhớ cái bước này. Có lẽ ví dụ những cái đề ở trên slide. Đề phố của ta, phố nghèo của ta, những giọt nước xa trên cành cây, trên cành thánh thót
Lũ trẻ trên gác thường thổi bay cao bong bóng xà phòng. Em chờ anh trước cổng, con chim sẻ của anh, con chim sẻ tóc xù, con chim sẻ của phố ta. Đừng buồn nữa nhá. Bác thờ mộc nói sai rồi. Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa? Sao rãnh nước lại trong veo đến thế? Con chim sẻ tóc xù ơi, bác thờ mộc nói sai rồi. Trích phố ta của Lưu Quang Vũ. Để yêu cầu là viết một đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về thông điệp gửi ra từ đoạn trích trên. Đề nói là bàn về thông điệp gửi ra từ đoạn trích trên. Như vậy là chúng ta cần phải xác định cái thông điệp, cái nội dung chính của cái đề là nằm ở đâu. Thì các em thấy đọc cái đoạn thơ được trích ở trong đề ấy, thì chúng ta có thể xác định cái đoạn này. Bác thờ mộc nói sai rồi. Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa, sao đầy nước lại trong veo đến thế? Con chim sẻ tóc xù ơi, bác thờ mộc nói sai rồi. Những câu thơ này chính là cái thông điệp, cái nội dung chính của bài thơ. Như vậy, từ cái đoạn thơ này chúng ta cũng có thể suy ra hai cái thông điệp. Đó là thứ nhất, cuộc đời có chuyện xấu xa, nhưng không toàn chuyện xấu xa. Thứ hai, đó là thể hiện một cách nhìn lạc quan ở trong cuộc sống. Như vậy, khi làm bài chúng ta có thể làm một trong hai cái thông điệp này. Các em không nhất thiết phải tìm ra cả hai thông điệp. Em chỉ cần chọn một thông điệp mà các em cảm thấy là mình tự tin nhất. Ví dụ các em có thể chọn cái thông điệp là cuộc đời có chuyện xấu nhưng không hoàn toàn là chuyện xấu, hoặc là nói về cái tinh thần lạc quan cuộc sống. Mình chọn một thông điệp, sau đó mình làm bài. Như vậy, việc xác định được thông điệp nội dung chính của đề sẽ giúp chúng ta xác định được cái dạng đề của xã hội là thông điệp gửi ra từ đoạn trích. Đó. Như vậy các em nhớ cho cô chốt lại bí quyết thứ nhất, đó là mình gạch trên những từ khóa. Bí quyết thứ hai là xác định thông điệp nội dung của đề. Bí quyết thứ ba là lập dàn ý. Đây là cái bước vô cùng quan trọng để giúp chúng ta có một cái bài văn nghị luận xã hội hoàn chỉnh và đạt yêu cầu nhất. Việc lập dàn ý giúp các em hình dung được cái bố cục của bài viết, mình sẽ viết những ý gì. Từ đó mình canh thời gian sao cho hợp lý để viết từng luận điểm, từng ý cho trọn vẹn và sắp xếp chúng theo một cái trình tự phù hợp để thuyết phục người đọc, người nghe. Thì lập dàn ý, các em có thể theo dõi cái đề ở trên slide. Có lẽ ví dụ như cô có cái đề tuổi trẻ có cần sống khác biệt. Thì các em thấy là đối với dạng đề này thì chúng ta cần triển khai có các luận điểm. Luận điểm thứ nhất là chúng ta đưa ra cái quan điểm cá nhân, đó là đồng ý hoặc không đồng ý, hoặc vừa đồng ý vừa không. Thì các em thấy rằng nghị luận xã hội tức là đưa ra những cái lời bàn, những ý kiến, quan điểm của mình về một cái vấn đề nào đó. Cho nên ngay ở luận điểm 1, các em cần phải tỏ rõ quan điểm của mình là gì. Ở đây họ đề nói rằng tuổi trẻ có cần sống khác biệt, đúng không? Như vậy mình gạch cái chữ tuổi trẻ, chữ sống khác biệt, và mình lập dàn ý. Từ đó là gì? Mình có thể đồng ý hoặc không, hoặc vừa đồng ý vừa không. Các em lưu ý là chỉ cần các em nêu ra quan điểm cá nhân, dù đồng ý dù không, hoặc là vừa đồng ý vừa không, các em đều có điểm, chỉ trừ khi các em không đưa ra quan điểm thôi. Còn miễn các em đưa ra quan điểm và có cái sự thuyết phục hợp lý thì bài của em vẫn đạt điểm tối đa. Luận điểm 2 là sau khi mà đưa ra cái quan điểm của mình là đồng ý hoặc không, hoặc vừa đồng ý vừa không á, thì các em luận điểm 2 các em sẽ phân tích, được chưa? Mình sẽ lý giải nguyên nhân tại sao mình đồng ý hoặc không đồng ý, hoặc vừa đồng ý vừa không. Thì đây cũng chính là cái nội dung chính mà các em cần phải trọng tâm ở trong bài. Luận điểm 2 lý giải tại sao, được chưa? Thì sau đó mình đưa ra cái dẫn chứng để mà thuyết phục. Luận điểm 3 là ngược lại như thế nào. Ở đây tức là phần phản đề đây, chúng ta mở rộng phản đề, mở rộng vấn đề và phản đề. Đó, ngược lại như thế nào và nên hiểu thế nào cho đúng. Ví dụ cụ thể ở vấn đề đến á, tuổi trẻ có cần sống khác biệt, thì chúng ta lý giải là gì? Sống khác biệt tức là những cái tính cách, những cái lối sống của một người nó khác so với mọi người. Tuy nhiên sống khác biệt không có nghĩa là sống sốc nổi và gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Như vậy chúng ta phê phán lối sống sốc nổi, thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng đến cộng đồng. Như vậy ở đây chúng ta chú ý là chúng ta sau khi phân tích chứng minh, mình cần lật ngược lại vấn đề để mà mở rộng vấn đề của mình ra và tạo điểm nhấn cho bài của mình, làm cho bài của mình nó trở nên tròn vẹn sâu sắc hơn. Và luận điểm 4 là rút ra bài học, là cái thông điệp các em muốn gửi gắm đến người đọc là gì, cái thông điệp rút ra là cái gì. Được chưa? Như vậy các em chú ý cho cô cái thao tác lập dàn ý. Nhìn chung ba dạng đề đều có cấu trúc của bốn luận điểm như thế này. Luận điểm 1 đưa ra quan điểm cá nhân, luận điểm 2 lý giải tại sao, luận điểm 3
phản đề ngược lại thì như thế nào, hiểu thế nào cho đúng. Rồi đến 4, bài học đối thoại là gì? Gia các em nhớ cái cấu trúc lập trận ý. Điều kiện thứ tư là chọn thao tác lập luận phù hợp. Sau khi lập trận ý, dựa vào các ý ở trên bài, các em sẽ chọn thao tác lập luận phù hợp. Tuy nhiên các em lưu ý cho cô là đối với các cái dạng đề cần là xã hội, thông thường thì chúng ta sẽ triển khai qua các thao tác lập luận, đó là giải thích, phân tích, chứng minh và bình luận. Yeah. Các em lưu ý cho cô này, việc chọn thao tác cho phần thân đoạn. Ở đây các em lưu ý, thứ nhất là giải thích nếu có, tức là nếu như có từ khóa, những khái niệm khó hiểu cần phải giải quyết thì chúng ta sẽ cần phải giải thích. Sau đó chúng ta sẽ đi phân tích, chứng minh, bình luận. Chúng ta tiến hành theo các bước phân tích xong rồi đến chứng minh rồi đến bình luận. Yeah. Ngoài ra đối với một số đề là ý kiến sai lệch, có thể chọn thao tác so sánh hoặc bác bỏ. Các em lưu ý là cái việc chọn thao tác cho phần thân đoạn, các em không nên quá cái để tâm vào việc chọn thao tác cho phần thân đoạn. Và các em lưu ý là mình chỉ cần làm sao cho nó thuyết phục là các em vẫn đạt điểm tối đa rồi. Và các em nhớ cho cô là các thao tác trình tự thao tác, giải thích nếu có, phân tích, chứng minh, bàn luận. Và ngoài ra thì có so sánh bác bỏ. Được chưa? Các em nhớ trình tự các thao tác thì chúng ta làm. Đó, và chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều cho cái phần nội dung này. Các em chỉ cần nhớ cho cô, thao tác cho phần thân đoạn bao gồm giải thích nếu có, phân tích, chứng minh, bình luận. Được chưa? Thứ hai đó là chọn thao tác cho phần kết đoạn. Thì kết đoạn dĩ nhiên là bình luận rồi, đúng không? Chúng ta đưa ra những cái thông điệp cá nhân, đưa ra cái liên hệ đối với cái bản thân mình, thì đó là phần bình luận. Đó chưa? Các em nhớ cái điều kiện thứ tư này, chọn thao tác lập luận phù hợp. Điều kiện thứ năm là hình thành đoạn văn. Bây giờ chúng ta viết đoạn văn như thế nào? Thì cô lưu ý các em là để hình thành một đoạn văn hoàn chỉnh cả về nội dung và hình thức, thì người viết cần biết triển khai các luận điểm, biết vận dụng các thao tác lập luận phù hợp và biết cách liên kết các nội dung lại với nhau. Đó, về việc chọn thao tác lập luận, các em chú ý là người viết không cần quá chú trọng vào việc sắp xếp thao tác mà cần tập trung vào việc giải quyết vấn đề sao cho hợp lý. Nhưng mà ở đây các em lưu ý cho cô là mình cần nhớ các cái bước lập luận, giải thích, phân tích, chứng minh, bàn luận. Đó, các em nhớ như thế là chúng ta sẽ viết đoạn văn theo cái bộ cục đó, thì đoạn văn tự nhiên nó sẽ dần dần hình thành mà thôi. Còn về hình thức thì các em chú ý là học sinh chỉ cần bảo đảm hình thức đoạn văn, không sai lỗi chính tả, cách dùng từ đặt câu, lỗi lập luận. Được chưa? Chúng ta chỉ cần lùi vào đầu dòng, có dấu chấm cuối dòng, viết thành một đoạn và không có việc là tách dòng tách đoạn là đạt yêu cầu rồi. Đó, và khi viết thì mình chú ý là mình kiểm tra những cái lỗi chính tả, những cái dùng từ đặt câu. Được chưa? Đó, bí quyết 5, hình thành đoạn văn. Bí quyết thứ 6 là chọn cách trình bày đoạn văn. Các em lưu ý là mình có thể chọn cách trình bày diễn đạt theo kiểu là diễn dịch, tức là mình đưa các ý trước, rồi sau đó là mình đưa ý chính trước, đưa cái câu chủ đề trước, sau đó là mình diễn đạt, mình giải thích, mình diễn giải ra. Đó là cách trình bày diễn dịch. Cái thứ hai là quy nạp, tức là chúng ta đưa ra những cái luận điểm trước, rồi sau đó là chốt lại vấn đề sau. Đây là quy nạp. Còn dạng tổng phân hợp, tức là chúng ta đầu tiên là đưa ra câu chủ đề, sau đó mình phân tích các ý để làm rõ câu chủ đề, sau đó là chốt lại một lần nữa mà mở rộng vấn đề, thì đó là dạng tổng phân hợp. Thì em có thể chọn cách diễn dịch, quy nạp hay tổng phân hợp đều được. Yeah. Tuy nhiên để đảm bảo người viết thì các em nên chọn theo kiểu tổng phân hợp. Nếu như đề bài không đưa ra yêu cầu phải viết theo đoạn văn nào đó, các em nên chọn kiểu tổng phân hợp. Và cái kiểu tổng phân hợp đó là cái kiểu mà đa phần các cái đề thi vì là xã hội thường đưa ra. Thì các em chú ý là mình thường viết theo kiểu tổng phân hợp này. Tổng tức là đầu tiên mình đưa ra luận điểm, mình phân tích, mình chứng minh, sau đó là mình bình luận, mình mở rộng vấn đề. Thì đó là cái kiểu tổng phân hợp đấy đó. Yeah. Bí quyết thứ 7 là khi viết xong bài chúng ta bao giờ cũng cần phải có đọc lại và sửa lỗi. Cái thao tác này nó vô cùng đơn giản, tuy nhiên nó lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó giúp chúng ta xác định được cái bài của mình như vậy đã hoàn thiện chưa, để tránh bị trừ điểm những cái lỗi cơ bản. Yeah. Em chú ý, cô liệt kê ra 1-3 cái lỗi mà các em hãy thường hay gặp. Thứ nhất là lỗi dùng từ sai, sai chính tả, lặp từ. Thì nguyên nhân của nó là không hiểu rõ nghĩa của từ, không cẩn thận hoặc là nghèo về vốn từ. Ở đây giải pháp cô đưa ra đó là chúng ta cần cân nhắc kỹ khi mà dùng từ sao cho đúng và luôn luôn ý thức được là mình đang viết cái gì để chọn từ cho nó cẩn thận. Thứ ba là trau dồi vốn từ bằng cách đọc nhiều sách, báo. Yeah. Lỗi thứ hai là lỗi về câu và diễn đạt.
Nguyên nhân là do viết sai hoặc thiếu thành phần câu. Đó. Tức là thành phần câu, tức là phần chủ ngữ, vị ngữ đó. Hoặc là diễn đạt khó hiểu, lủng củng hoặc lan man. Thì giải pháp đưa ra đó là kém cần phải viết câu sao cho đủ thành phần nòng cốt của câu như chủ ngữ, vị ngữ và biết được vai trò vị trí của thành phần câu. Và kém chú ý là mình tập viết câu đơn sáng rõ nghĩa và không tham lam trong diễn đạt từ. Viết câu đơn tức là câu có thành phần chủ ngữ, vị ngữ. Như vậy là được. Còn nếu các em có muốn có thành phần tràng ngữ hay định ngữ thì các em phải biết tràng ngữ là nằm ở trước chủ ngữ. Còn định ngữ thì nằm sau vị ngữ. Đó, nhưng mà tốt nhất các em nên viết câu đơn. Cái câu của mình nó sáng rõ. Đối với văn nghị luận xã hội họ yêu cầu là cần phải đúng. Còn hay tính sao? Chỉ cần các em làm đúng là các em có điểm. Còn các em làm viết cho hay mà viết sai thì vẫn bị trừ điểm như thường. Cho nên các em chỉ cần viết câu đơn sáng rõ không tham từ. Như vậy là giúp cho bài của mình nó sáng rõ là người ta hiểu, người ta cho mình điểm tối đa liền à. Cái thứ ba là lỗi về bố cục. Nguyên nhân là do các em không phân biệt được bài văn với đoạn văn. Thì ở đây giải pháp cô đưa ra đó là gì? Các em chú ý cho cô, đoạn văn thì phải lùi vào đầu dòng, viết liền mạch, không xuống dòng, có dấu chấm cuối câu thì đó là đoạn văn. Còn bài văn rất là đủ bố cục, mở bài, thân bài, kết bài. Và ít nhất một bài văn thì sẽ nó có ít nhất là ba đoạn. Đó. Nhưng mà các em lưu ý là khi mà đề yêu cầu nghị luận xã hội yêu cầu viết một đoạn văn khoảng 200 chữ thì mình tuyệt đối không được xuống dòng. Được chưa? Bí quyết thứ 8 đó là trăm hay không bằng hay tay quen. Ở đây cô mượn câu tục ngữ trăm hay không bằng tay quen để mà khẳng định đó là gì? Các em trải nghiệm càng nhiều, các em luyện tập càng nhiều thì các em sẽ hình thành một kỹ năng, dần dần nó trở thành một cái thói quen của các em luôn. Đúng không? Cái kỹ năng nó ăn sâu vào máu vào thịt thì các em viết ra một cái bài văn nó rất tự nhiên đó. Thì các em chú ý học sinh nên luyện viết thường xuyên và nên viết theo đề tài, theo chủ đề. Và việc này có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là giúp chúng ta mở rộng vốn từ các vấn đề liên quan đến chủ đề đó. Thứ hai đó là hiểu được sâu rộng vấn đề bàn luận thông qua các mảnh ghép đề tài và chủ đề liên quan. Được chưa? Cho nên các em cố gắng mình nên luyện giải đề nghị luận xã hội thì có các cái tập đề ở trong cái đề cương đó, bên tổ văn nó cũng đã có phát hai bộ đề cương, các em có thể tham khảo các cái bộ đề đó và mình tập làm những cái đoạn văn nghị luận xã hội, mình viết những cái đoạn văn ngắn để mà luyện kỹ năng, được chưa? Cho mình những cái trải nghiệm khi mà luyện đề để giúp bọn em khi mà mình đi thi, mình gặp những cái đề công nghị luận xã hội thì mình sẽ không có cảm giác là mình sợ hãi trước công nghị luận xã hội đó nữa. Với thực ra công nghị luận xã hội mình nếu mình làm thì làm tốt là sẽ được 2 điểm tối đa rất dễ dàng. Và đây là thực sự là cái phần cứu điểm cho rất nhiều bạn đây. Chỉ cần nắm vững kỹ năng thì chúng ta sẽ có điểm tối đa tốt ở cái phần nghị luận xã hội. Như vậy các em nhớ lại cho cô 8 cái bí quyết để mà chinh phục đoạn văn nghị luận xã hội nhé. Đó. Bây giờ chúng ta có phần 3. Chúng ta tìm hiểu 3 kiểu đoạn văn nghị luận xã hội, cách nhận diện và làm bài. Thì tham khảo những cái đề nghị luận xã hội ở trong các đề thi trung học phổ thông quốc gia ngôn ngữ văn á, thì chúng ta thấy có 3 cái kiểu đoạn văn nghị luận xã hội như sau. Thứ nhất là nghị luận về một tư tưởng đạo lý. Đây là cái dạng chủ yếu ở trong các đề thi, cô thấy là ra đến 80%. Nghị luận về một tư tưởng đạo lý. Dạng thứ hai là nghị luận về một hiện tượng xã hội. Hiện tượng xã hội. Và dạng thứ ba là nghị luận về các vấn đề gợi ra từ văn bản đọc hiểu. Thì các em thấy là sắp xếp theo các trình tự thì có thể là cái dạng nghị luận về một tư tưởng đạo lý là hay ra nhất, sau đó là đến nghị luận về một hiện tượng xã hội hay ra thứ nhì, và cuối cùng là nghị luận về vấn đề gợi ra từ văn bản đọc hiểu có xếp cuối cùng, bởi vì cái dạng này, cái dạng thứ ba thì nó khó hơn một xíu, khó hơn một xíu, nó thuộc dạng câu hỏi vận dụng dạng nâng cao, đúng không? Cho nên khó khó hơn một xíu, nhưng mà thực ra nói khó hơn như vậy thôi, nhưng ta vẫn làm vô tư, đúng không? Để chúng ta có kỹ năng cơ bản. Thì để các em nhớ 3 kiểu thế này: nghị luận về một tư tưởng đạo lý, nghị luận về một hiện tượng xã hội và nghị luận về một vấn đề gợi ra từ văn bản đọc hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng cái dạng một, cách nhận diện, cách làm bài. Đối với dạng thứ nhất, nghị luận về một tư tưởng đạo lý. Cách nhận diện, các em chú ý là về hình thức này. Khi chúng ta gạch những cái từ khóa cơ bản á, thì mình thấy là cái vấn đề nghị luận thường là một câu nói, một ý kiến hoặc một tư tưởng có thể được trích từ phần đọc hiểu, nó giống như một câu danh ngôn. Về chủ đề, các chủ đề như chủ đề nhận thức, như nói về lý tưởng, về khát vọng, đam mê, mục đích sống, nói về phẩm chất, ví dụ như lòng yêu nước, tính trung thực, lòng dũng cảm,
là về quan hệ gia đình, ví dụ như tình mẫu tử, tình anh em, quan hệ xã hội như tình bạn, tình thầy trò, tình đồng bào, vân vân. Cách ứng xử của con người trong cuộc sống, ví dụ như lòng nhân ái, sự vị tha, sự hòa đồng, vân vân. Các tư tưởng lệch lạc tiêu cực, thì ích kỷ, thực dụng, dối trá, hèn nhát, vân vân. Như vậy, các em chú ý, mình gạch chân là những từ khóa và mình phát hiện những cái chủ đề liên quan đến cái đó, những cái nhận thức về phẩm chất quan hệ đó, ứng xử, tư tưởng. Thì các em chú ý, đây là dạng nghị luận về một tư tưởng đạo lý, thấy chưa? Thì cách triển khai bố cục, đó là bước 1, tức là đặt vấn đề. Đặt vấn đề, tức là chúng ta giới thiệu vấn đề cần nghị luận, đưa ra quan điểm của mình về vấn đề, đồng tình hay không đồng tình, hoặc là vừa đồng tình vừa không đó. Bước thứ hai là chúng ta đi giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề tức là chúng ta giải thích, phân tích, chứng minh, bàn luận, được chưa? Bước thứ ba là mở rộng vấn đề hay phản đề, cái này cũng chính là mình sử dụng thao tác bàn luận này để mà phản đề, được chưa? Hoặc là đưa ra cái thông điệp, cuối cùng là rút ra bài học và liên hệ bản thân. Đó, các bước 1 2 3 4 em nhớ hãy đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, mở rộng vấn đề, rút ra bài học. Dạng thứ hai là nghị luận về một hiện tượng xã hội. Thì các em chú ý, đối với dạng đề về hiện tượng xã hội á, thì hình thức có những cái từ khóa cơ bản nó hay xuất hiện ở các yêu cầu đề. Ví dụ như có các từ chỉ khóa, từ khóa chỉ thời gian, chỉ địa điểm như hôm nay, hiện nay, ở Việt Nam, chấm chấm chấm. Như vậy mình chú ý những cái đề mà có cái cụm từ là chỉ thời gian, địa điểm, hôm nay, hiện nay, ở Việt Nam, ở đâu đó, thì là bàn về một hiện tượng đời sống xã hội. Về chủ đề thì chủ đề thường là những chủ đề nóng hổi mang tính thời sự, như là thực phẩm bẩn này, về vấn đề môi trường này, về văn hóa thần tượng của giới trẻ này, của thuốc lá, vân vân. Đó, nhìn chung là những chủ đề nóng hổi mang tính thời sự thì chúng ta xác định ngay đây là dạng đề bàn về một hiện tượng xã hội. Thì đối với cái dạng đề này, mình sẽ triển khai bố cục theo 4 phần. Thứ nhất là đặt vấn đề. Mình giới thiệu vào vấn đề nghị luận, được chưa? Mình bày tỏ quan điểm về vấn đề nghị luận. Thứ hai là mình đưa ra những cái thực trạng. Đó. Thứ ba là mình phân tích nguyên nhân, hậu quả. Và thứ tư là mình đưa ra giải pháp và rút ra bài học. Được chưa? Các em nhớ cách triển khai bố cục của dạng đề nghị luận về một hiện tượng xã hội. Đặt vấn đề, thực trạng, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp, rút ra bài học. Được chưa? Các em cũng học thuộc lòng cái bố cục này. Dạng thứ ba là nghị luận về vấn đề gợi ra từ văn bản đọc hiểu. Đối với dạng này á, thì các em chú ý cách nhận diện nó rất đơn giản. Các em nhìn vào yêu cầu đề, nếu như nghị luận về vấn đề hoặc thông điệp rút ra từ văn bản phần đọc hiểu, thường là đoạn thơ hoặc bài thơ hoặc đoạn trích văn xuôi, thì mình xác định ngay đây là vấn đề gợi ra từ văn bản đọc hiểu. Em hình dung đối với dạng đề này á, tức là họ không yêu cầu rõ cái chủ đề muốn nói đến, yêu cầu đề muốn nói đến trong văn bản, mà họ cho mình một cái đoạn thơ nào đó, một đoạn văn nào đó và yêu cầu mình tìm ra thông điệp mà mình cảm thấy có ý nghĩa nhất, chứ hoặc là bàn về cái vấn đề được gợi ra từ văn bản đó, chứ họ không hề nói rõ ở trong cái phần vấn đề. Nên cô mới nói là đối với dạng đề này thì nó khó hơn một xíu so với hai dạng một và dạng hai đó. Nhưng mà nếu chúng ta nắm vững kỹ năng nghị luận thì chẳng có dạng đề nào nó khó chúng ta cả, được chưa? Thì đối với cái dạng ba này thì cách triển khai bố cục cũng tương tự như dạng một, thì chúng ta cũng sẽ triển khai qua 4 bước. Bước 1, đặt vấn đề, mình giới thiệu vấn đề nghị luận, đưa ra quan điểm cá nhân. Bước 2 là giải quyết vấn đề, cũng giải thích, cũng phân tích, chứng minh, bàn luận, được chưa? Bước 3 là mở rộng vấn đề hay phản đề. Đó. Bước 4 là rút ra bài học. Nhưng mà các em thấy là đối với cái cách triển khai bố cục của cái dạng 3 này nó tương tự như là dạng 1. Tuy nhiên nó khác ở chỗ là gì? Cái dạng 1 thì cái vấn đề nghị luận nó được đưa ra ở ngay yêu cầu đề. Còn đối với dạng 3 này là mình tự đưa ra, mình tự đọc, mình tự chiêm nghiệm và mình tự đưa ra. Chứ thì nó khác ở cái chỗ đó thôi. Nhưng mà các em phân biệt cho cô ba cái dạng. Được chưa? Nghị luận xã hội. Thứ nhất là nghị luận về một tư tưởng đạo lý, thứ hai là nghị luận về một hiện tượng xã hội, và thứ ba là nghị luận về một vấn đề gợi ra từ văn bản đọc hiểu. Đó, và cách triển khai bố cục dạng 1, dạng 3, hoặc đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, mở rộng vấn đề hay phản đề, rút ra bài học. Đối với dạng nghị luận về một cái vấn đề xã hội thì mình sẽ đặt vấn đề, đưa ra thực trạng, phân tích nguyên nhân hậu quả, cuối cùng là đưa ra giải pháp và rút ra bài học. Chưa? Các em cố gắng học lòng những cái bố cục của ba dạng đề và cách nhận diện của nó nha. Đây chính là những cái kiến thức cơ bản giúp bọn em có kỹ năng làm bài tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần luyện đề. Đề thứ nhất là cô lấy cái đề minh họa môn ngữ văn của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2021. À, cô xin lỗi là năm 2020 thôi nghe. Cô gõ nhầm năm 2020 thôi. Từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách.
Đây, đối với dạng đề này thì chúng ta sẽ gạch chân giữa những từ khóa đó là sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách. Như vậy ở đây chúng ta cần phải giải nghĩa cái từ sức mạnh của tình người đó, đó là gì? Đó, và đặt nó đọc trong cái hoàn cảnh khó khăn thử thách, được chưa? Nhưng mà các em chú ý là đối với vậy, đối với cái đề này á, thì mình xác định ngay đây là dạng đề nghị luận về một tư tưởng đạo lý, nó bàn về cách ứng xử của con người trong xã hội, được chưa? Đó là sự tình người, tức là cái sự chia sẻ, sự cảm thông, vân vân. Đây là dạng nghị luận về một tư tưởng đạo lý. Như vậy đối với nghị luận về một tư tưởng đạo lý, chúng ta sẽ triển khai qua cái bố cục như thế nào nè? Mình vừa mới nói rồi đúng không? Đó là triển khai qua bố cục 4 phần. Thứ nhất là đặt vấn đề, thứ hai là mình giải quyết vấn đề, thứ ba là mình phản đề, mở rộng vấn đề, thứ tư là rút ra bài học. Thế bây giờ cô gợi ý cái dàn ý của cái đề này như sau. Ở bước 1 đặt vấn đề, thì các em chú ý là chúng ta sẽ khẳng định đó là gì? Trong hoàn cảnh khó khăn thử thách, tình người càng có sức mạnh to lớn. Ở cái phần đặt vấn đề này các em ghi lại yêu cầu đề, đó là tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách, và chúng ta đưa ra cái quan điểm của mình á, đó là mình nhấn mạnh ý nghĩa của tình người, đó là có sức mạnh to lớn. Được chưa? Ở cái phần đặt vấn đề này các em không cần phải viết viết quá nhiều, mình có thể viết một câu hoặc hai câu tùy, nhưng cố gắng mình viết ngắn gọn thôi. Là trong hoàn cảnh khó khăn thử thách, tình người có sức mạnh to lớn. Như vậy là mình đồng ý đúng không? Với cái quan điểm là ý nghĩa của tình người có sức mạnh to lớn. Bước thứ hai là mình sẽ đi giải quyết vấn đề. Ở đây mình thấy là có cái cụm từ tình người đúng không? Cần phải giải thích. Nên chúng ta sẽ đi giải thích cái tình người là cái gì? Tình người đó là tình cảm yêu thương giữa con người với con người dựa trên sự đối đãi chân thành. Đó. Còn khó khăn đó là những yếu tố bất ngờ không dễ dàng đạt được trong cuộc sống. Như vậy, tình người trong hoàn cảnh khó khăn đó là trong hoàn cảnh khó khăn thì tình yêu thương sẽ giúp cho con người vượt qua được những khó khăn. Thế ra mình giải thích cái ý của yêu cầu đề. Sau khi giải thích được rồi thì mình chúng ta sẽ đi phân tích sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn. Thì sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn là gì? Mình đặt câu hỏi, đúng không? Sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn là gì? Thì từ đó mình trả lời đó là gì? Tình yêu thương sẽ giúp xoa dịu tâm hồn con người khi gặp khó khăn, đúng không? Mình cảm thấy cái được sẻ chia, được an ủi khi mà gặp khó khăn có người giúp đỡ mình hoặc là hiểu cái sự khó khăn của mình. Thứ hai, tình yêu thương sẽ tạo nên động lực, sức mạnh để con người vượt qua nghịch cảnh. Đấy nha. Tức là khi chúng ta cảm thấy nó tình yêu thương thì chúng ta sẽ cố gắng, đúng không? Và đó sẽ là động lực, sức mạnh để chúng ta vượt qua những khó khăn. Thứ ba, tình yêu thương giúp khơi dậy những tiềm năng trong mỗi người. Đó, sự động viên, sự an ủi, niềm tin của một ai đó đối với mình, nó sẽ giúp chúng ta khơi dậy những tiềm năng trong mỗi con người. Đó. Và đôi khi chúng ta cũng nhờ những khó khăn như thế mà chúng ta hiểu được những tiềm năng của mình là gì. Thứ tư, tình yêu thương giúp con người mở rộng trái tim, đón nhận yêu thương trong cuộc sống. Khi chúng ta đón nhận tình yêu thương thì chúng ta cũng sẽ đối đãi với cuộc đời bằng cả một cái tình yêu thương, bằng một trái tim nồng ấm. Đó, cái nguyên lý từ trái tim đến trái tim và cũng chính là cái nguyên lý về của tình yêu thương. Đó, tình yêu thương giúp con người mở rộng trái tim, đón nhận yêu thương trong cuộc sống. Và đây chúng ta sẽ có thể chứng minh bằng một dẫn chứng cụ thể và tiêu biểu thôi. Em lưu ý là mình lấy dẫn chứng, một dẫn chứng thôi, nhưng vẫn dĩ nhiên là dẫn chứng đó nó phải xác thực, nó phải cụ thể, không phải là do mình bìa ra nghe, và nó phù hợp với câu đề là được rồi. Bước 3 là chúng ta mở rộng vấn đề hay phản đề. Thì sự vô cảm thiếu tình người sẽ khiến cho xã hội trở nên tồi tệ, cho chúng ta phản đề, tức là nếu như một xã hội không có tình yêu thương sẽ như thế nào đó, thì cảm thấy là cái sự vô cảm thiếu tình người sẽ khiến cho xã hội trở nên tồi tệ, và chúng ta phê phán những con người sống ích kỷ, sống vô cảm, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, không có tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ con người khi khó khăn đó. Mình phê phán những người ích kỷ vô cảm như thế. Và bước cuối cùng là mình rút ra bài học, mình đưa ra cái thông điệp là con người cần phải có một trái tim biết yêu thương cuộc sống để giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Liên hệ bản thân, học sinh biết yêu thương những người thân, thầy cô, bạn bè. Được chưa? Thì đây là cái gợi ý và cái dàn ý của cái đề, đó sức mạnh của tình người trong khó khăn thử thách. Chúng ta đã có các bước, em lưu ý bước 1 đặt vấn đề, bước 2 giải quyết vấn đề, bước 3 mở rộng vấn đề hay phản đề, và bước 4 rút ra bài học. Thì đây chỉ là những nội dung chính của một cái bài văn nghị luận xã hội. Ở đây cô gạch đầu dòng để giúp bọn em có thể hình dung rõ cái nội dung chính của cái bài nghị luận xã hội. Tuy nhiên khi mình viết là mình viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh thôi ngay. Mình lùi vào đầu dòng, viết liền mạch và chấm xuống dòng, không tách đoạn. Em lưu ý những vấn đề đó hay. Mình tìm hiểu thêm một đề nữa.
Đó là đề thi môn ngữ văn kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 đợt 2. Đây. Từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu, anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về sứ mệnh, đánh thức tiềm lực của đất nước, của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay. À, con xin lỗi, cái này con gõ nhầm nghe. Đây là đề thi của trung học phổ thông quốc gia năm 2017 hả? Ở đây nói về sứ mệnh, đánh thức tiềm lực của đất nước. Như các em thấy là có cái chữ trong cuộc sống hiện nay này, đây là cụm từ khóa, đúng không? Trong cuộc sống hiện nay nó chỉ thời gian. Yeah. Như vậy mình xác định được đây là cái dạng đề nói về một hiện tượng xã hội. Về hiện tượng xã hội đó là gì? Là sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân. Đây mình đánh gạch cho nên những từ khóa là sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân. Ở đây có cái chữ đánh thức tiềm lực. Mình cần phải giải nghĩa đánh thức tiềm lực là gì? Và tiềm lực của đất nước là gì? Từ đó mình có thể làm cái bài nghiên cứu xã hội này. Thì cô gợi ý cái đề này như sau. Chúng ta cũng sẽ trải qua những cái bốn bước của cái dạng đề nghi luận về một hiện tượng xã hội. Bước 1 đặt vấn đề, bước thứ 2 thực trạng, bước thứ 3 nguyên nhân hậu quả, bước 4 giải pháp rút ra bài học. Thì khi làm bài, khi lập dàn ý, các em ghi trước bốn bước B1, B2, B3, B4 thế này. Yeah. Và sau đó chúng ta sẽ trả lời từng cái vấn đề và từ đó mình sẽ hoàn thành cái bài của mình một cách trôi chảy hơn. Ở bước 1 đặt vấn đề thì việc của chúng ta đó là dẫn vào yêu cầu đề và đưa ra cái quan điểm cá nhân của mình. Ở đây là chúng ta khẳng định là gì? Đánh thức tiềm năng đất nước là sứ mệnh chung của mỗi người Việt Nam yêu nước. Bây giờ mình khẳng định luôn, đó là đánh thức tiềm năng đất nước là sứ mệnh chung của mỗi người Việt Nam yêu nước. Và sau đó bước 2 là mình đi phân tích thực trạng. Đầu tiên là mình sẽ giải thích vấn đề tiềm lực đất nước là gì. Thì tiềm lực đất nước đó là tiềm lực tự nhiên, là tiềm lực con người, về truyền thống, về lịch sử, văn hóa, trí tuệ, thể chất, vân vân. Thì từ đó mình khẳng định sứ mệnh của mỗi cá nhân là phải góp phần đánh thức những tiềm năng, tiềm lực của đất nước để góp phần cho đất nước ngày càng phát triển. Yeah. Hiện nay thì thứ hai là mình đi phân tích thực trạng đó là gì? Hiện nay nhiều nguồn tài nguyên đất nước đang bị khai thác đến cạn kiệt mà chưa mang lại hiệu quả cao, ổn định lâu dài cho nền kinh tế. Trong khi những tiềm lực khá của đất nước, nhất là tiềm lực về con người, những nguồn chất xám, trí tuệ của người Việt thì đang bị lãng phí, bị chảy máu. Yeah. Mình đưa ra cái thực trạng như thế. Và ở đây mình có thể đưa ra một số cái dẫn chứng về dân nàn chảy máu chất xám, đúng không? Rất nhiều nhân tài của nước ta đi đầu quân cho các công ty nước ngoài đó, rồi rất nhiều người học giỏi thì lại qua du học và ở lại bên đó luôn, không trở về Việt Nam nữa. Thì đây chỉ là nàn chảy máu chất xám, có nghĩa là gây lãng phí nguồn tài nguyên của đất nước. Mình chỉ đưa một dẫn chứng duy nhất thôi nha, không cần phải đưa nhiều, cần một là được rồi. Và thứ ba là mình phân tích nguyên nhân và hậu quả của cái việc tiềm lực đất nước bị lãng phí. Thì nguyên nhân đó là do chưa hiểu rõ những tiềm năng mà ta đang có, những thế mạnh về thiên nhiên, về con người trong bối cảnh của hội nhập và phát triển hiện nay, dẫn đến chưa có những cái giải pháp hành động cụ thể để khai thác sử dụng một cách hợp lý các tiềm năng của đất nước, dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên. Chà, mình phân tích nguyên nhân hậu quả. Bước 4 là các em đưa ra những cái giải pháp và rút ra cái bài học. Giải pháp đó là gì? Chúng ta cần phải biết sử dụng tiết kiệm tài nguyên, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên quý giá để phát triển bền vững. Đồng thời mỗi người cần nỗ lực học tập, rèn luyện để cống hiến cho đất nước. Và mình xác định cái lý tưởng là học tập, rèn luyện để cống hiến cho đất nước. Và trong bối cảnh hiện tại, tiềm năng nguồn lực con người mới chính là nguồn sức mạnh giúp chúng ta phát triển đất nước. Yeah. Nhưng mà các em nhớ là đối với cái dạng đề nghị luận về một hiện tượng xã hội, chúng ta sẽ triển khai bài viết của mình, đoạn văn của mình theo bố cục 4 bước: đặt vấn đề, thực trạng, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp, rút ra bài học. Khi chúng ta đưa ra cái sườn như thế này thì việc trả lời những câu hỏi sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái đề thứ 3. Phố của ta, phố nghèo của ta, những giọt nước xa trên cành cây, trên cành thánh thót, lũ trẻ trên gạc thường thổi bay cao bong bóng xà phòng. Em chờ anh trước cổng, con chim sẻ của anh, con chim sẻ tóc xù, con chim sẻ của phố ta, đừng buồn nữa nhá. Bạc thờ mộc nói sai rồi, thì cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa, sao lại nước trong veo đến thế? Con chim sẻ tóc xù ơi, bạc thờ mộc nói sai rồi. Đề yêu cầu là viết một đoạn văn khoảng 200 chữ, bàn về thông điệp gửi ra từ đoạn trích trên. Được chưa? Cảm thấy đây là cái dạng đề mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm, suy ngẫm và tự rút ra vấn đề cần nghị luận. Thì đây chính là cái dạng đề nghị luận về vấn đề gửi ra từ văn bản đọc hiểu. Đó. Nghị luận về vấn đề gửi ra từ văn bản đọc hiểu. Thì việc chúng ta cần làm đó là mình xác định cái đoạn thơ chứa đựng cái thông điệp của đề. Thì
ta xác định ngay cái đoạn là gì, bác thờ mộc nói sai rồi này, thì cuộc đời toàn này toàn chuyển số sa tài, sao cây táo lại nở hoa, sao rảnh nước lại trong veo đến thế, con chim sẻ tóc xù ơi, bác thờ mộc nói sai rồi. Ở đây chúng ta rút ra được hai thông điệp mà đề muốn hướng tới, đó là thứ nhất đó là cuộc đời này có những chuyện xấu xa nhưng không hoàn toàn là xấu xa, và cái thông điệp thứ hai đó là cái cách nhìn lạc quan trong cuộc sống. Chúng ta có thể chọn một trong hai cái thông điệp đó để mà viết, đúng chưa? Vấn đề nào cũng được, tùy các em. Bởi vì đây là nghĩa là về vấn đề gửi ra cho các bạn đọc hiểu mà. Em muốn viết về vấn đề nào đó là tùy em, miễn sao nó đúng với cái cổ đề, về văn bản là được. Thì đối với cái dạng đề nghị luận về vấn đề gửi ra cho các bạn đọc hiểu thì chúng ta vẫn triển khai theo bộ cục 4 phần: đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, mở rộng vấn đề hay phản đề và rút ra bài học. Đúng chưa nào? Cô gợi ý đề này, giải quyết đề này như sau. Bước 1, đặt vấn đề. Thì có hai thông điệp thì chúng ta có thể chọn cái thông điệp đó là nói về tinh thần lạc quan, đúng không? Và chúng ta nói luôn cái quan điểm cá nhân của mình ở ngay trong phần đặt vấn đề. Đó là tinh thần lạc quan có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người trong cuộc sống. Tinh thần lạc quan có ý nghĩa quan trọng với mỗi người trong cuộc sống. Như vậy chủ yếu của đề ở đây là mình nói về tinh thần lạc quan, nên cho mình chọn cái chủ đề là tinh thần lạc quan và mình khẳng định quan điểm cá nhân đó là mình thấy nó có ý nghĩa quan trọng đối với người trong cuộc sống. Được chưa nào? Cô lưu của các em là ở trong hoạt đặt vấn đề, điều quan trọng là các em cần phải nêu được quan điểm cá nhân về vấn đề đó như thế nào, chứ không phải là mình giới thiệu vấn đề đâu, mà là quan điểm cá nhân của mình. Cho nên là ở phần đặt vấn đề các em chỉ cần viết một câu thôi, nhưng mà các em cần phải trả lời được câu hỏi đó là gì, là quan điểm của em về vấn đề đó là như thế nào. Được chưa? Cho nên là nhớ cho cô, ở trong phần đặt vấn đề mình luôn luôn trả lời câu hỏi đó là quan điểm cá nhân của mình về vấn đề là như thế nào. Ở đây cô chọn là cái chủ đề tinh thần lạc quan và cô khẳng định là tinh thần lạc quan có ý nghĩa quan trọng với mỗi người trong cuộc sống. Được chưa? Các em chú ý cái mệnh đề A, chủ đề A chấm 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 có ý nghĩa quan trọng với mỗi người trong cuộc sống. Các em nhớ cái từ khóa đó để khi mình làm bài này. Cái việc đặt vấn đề này các em thấy có một câu như vậy thôi nhưng mà nó có ý nghĩa cũng quan trọng. Nó giúp các em có 0,25 điểm xác định đúng vấn đề cần nghị luận. Đó, và có 0,25 điểm phần bố cục nữa. Đó, như vậy 0,5 điểm ở cái phần một câu này đó mà 0,5 điểm rồi đó. Nên các em cố gắng mình làm đúng cái phần này, nó dễ chứ không khó đâu. Để mà có điểm 0,5 điểm ở phần này nghe. Bước thứ hai là giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề mình triển khai qua các cái thao tác giải thích, phân tích, chứng minh. Đúng không nào? Giải thích, phân tích, chứng minh. Ở đây mình sẽ giải thích cái tinh thần lạc quan là gì. Lạc quan đó là thái độ sống tích cực và luôn luôn nhìn ra điểm tốt của sự việc. Đó, đó chính là lạc quan. Yeah. Phân tích ý nghĩa của tinh thần lạc quan là gì? Lạc quan sẽ tạo ra một cuộc sống tươi đẹp cho tất cả mọi người, giúp chúng ta biết sống cách có ý nghĩa hơn, giúp con người tránh khỏi những hiểm họa trong cuộc sống. Và những người lạc quan thường thành công cuộc sống và công việc. Thì đó là ý nghĩa của tinh thần lạc quan. Các em cố gắng ở trong cái phần phân tích mình nêu ra được ít nhất là 3 ý nghe. Bước thứ ba là mình chứng minh bằng một cái dẫn chứng cụ thể tiêu biểu, ví dụ như hình ảnh bác Hồ ở trong tù vẫn có thể sáng tắt hơn ngắm trăng, đó là cái tinh thần lạc quan của bác. Hoặc cả cái bệnh nhân ung thư vẫn lạc quan để chiến đấu với bệnh tật để giành giật sự sống. Yeah. Ở đây cô đưa ra hai dẫn chứng thì các em có thể chọn một dẫn chứng để mình làm thôi. Đó, khi viết bài mình cần chọn một dẫn chứng tiêu biểu là được rồi. Dù hình ảnh bác Hồ trong tù vẫn rất lạc quan, sáng tác thơ ngắm trăng như thế, đó, để vượt qua cái hoàn cảnh khổ khó khăn, khốn khổ thực tại. Tinh thần lạc quan giúp con người, giúp cho bác Hồ có thể vượt qua tất cả những khó khăn thử thách trong gai. Như vậy phần giải quyết vấn đề, các em chú ý những cái các bước, các thao tác làm bằng cơ bản, giải thích, phân tích, chứng minh. Yeah. Bước thứ ba là mình mở rộng vấn đề hay phản đề. Đây. Ở đây chúng ta khẳng định gì? Tinh thần lạc quan đó là một tinh thần tốt, nó giúp con người vượt qua số phận. Tuy nhiên bên cạnh đó nó còn có những tác động xấu khi mà con người lạc quan thái quá. Yeah. Và mình phê phán những người bi quan hoặc là con quá mức. Ở đây là chúng ta lật ngược lại vấn đề. Yeah. Mình phê phán những người bi quan hoặc là những con người lạc quan quá mức. Bước 4 là rút ra bài học. Mình đưa ra cái thông điệp đó là con người cần phải có cách nhìn lạc quan cuộc sống. Đây chỉ là cái thông điệp mà chúng ta muốn gửi đến. Yeah. Con người cần phải có cách nhìn lạc quan cuộc sống, luôn luôn nhìn ra điểm tích cực, điểm tốt của mọi vấn đề, sự việc. Thứ hai đó là liên hệ bản thân. Liên hệ bản thân đó là học sinh biết cách nhìn điểm tốt của mọi việc để lạc quan cuộc sống. Đó. Liên hệ bản thân. Các em chú lưu các bước giải quyết đề, đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, mở rộng vấn đề hay phản đề và rút ra bài học. Yeah. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu ba cái dạng đề liên quan đến liên quan đến các cái ba dạng đề cơ bản, ba cái bài tập liên quan đến ba dạng đề cơ bản. Thì bây giờ cô có một cái đề thứ tư, các em xác định thử xem đây là cái dạng đề gì nha.
Từ nội dung bản trích ở phần đọc hiểu, anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của bản thân về sự cần thiết phải có niềm tin cuộc sống. Cái này ở đây có cái từ khóa đó là sự cần thiết phải có niềm tin cuộc sống. Đây là mình gạch cái từ khóa là sự cần thiết phải có niềm tin cuộc sống. Như vậy là ở đây cũng là cái dạng đề nói về cái ứng xử con người trong cuộc sống. Như vậy mình xác định ngay đây là cái dạng đề nghị luận về một tư tưởng đạo lý nha. Đây cũng là cái dạng đề chủ yếu cho các cái đề thi học một quốc gia. Vậy đối với cái đề này thì chúng ta giải quyết như thế nào? Đây, mình cũng sẽ giải quyết qua 4 bước: đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, mở rộng vấn đề hay phản đề và rút ra bài học. Ở bước 1, đặt vấn đề. Ở đây chúng ta sẽ đưa ra, mình giới thiệu và yêu cầu đề và sau đó mình đưa ra quan điểm của mình luôn bằng một câu thôi. Đó là niềm tin vào chính bản thân mình trong cuộc sống có ý nghĩa rất quan trọng với một con người trong cuộc sống. Các em lại chú ý cái cấu trúc câu đó là gì? Chủ đề A chấm 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 có ý nghĩa vô cùng quan trọng hoặc rất quan trọng với một con người trong cuộc sống. Yeah. Cái câu này nó đơn giản nhưng mà nó lại giúp chúng ta có 0,5 điểm như cô nói rồi đó. Nhưng các em nhớ cái câu này hả? Các em diễn đạt thế nào cũng được. Ít nhất các em phải nêu được ý đó là niềm tin vào chính bản thân mình trong cuộc sống có ý nghĩa vô cùng quan trọng với một con người trong cuộc sống. Bước 2, giải quyết vấn đề. Các em thấy ở đây có cái hình, có cái khái niệm là niềm tin á, và bản thân thì là một cái từ khóa mà nó chưa rõ về nghĩa cho nên chúng ta cần phải giải thích. Thế ở bước 2 giải quyết vấn đề, bước đầu tiên là mình sẽ giải thích niềm tin vào bản thân là gì. Thì niềm tin vào bản thân đó là ý thức về năng lực, về phẩm chất, về giá trị của mình trong cuộc sống, việc đánh giá được vị trí, vai trò của mình trong các mối quan hệ. Yeah. Phân tích thì chúng ta sẽ phân tích ý nghĩa của niềm tin vào bản thân. Thì niềm tin vào bản thân cho chúng ta có ý chí, có nghị lực, biết mình là ai, biết mình sống để làm gì. Yeah. Tức là mình xác định được lý tưởng sống. Có niềm tin vào bản thân, chúng ta sẽ có một cuộc sống độc lập, nắm bắt được các cơ hội trong cuộc sống và phát hiện ra những khả năng của chính mình. Như vậy đây là những ý nghĩa to lớn của việc tin vào bản thân. Và chúng ta dẫn chứng bằng một dẫn chứng cụ thể tiêu biểu. Yeah. Bước 3 là mở rộng vấn đề hay phản đề. Ở đây các em chú ý là niềm tin thì phải dựa trên thực lực thực tế, tránh ảo tưởng. Và đây là mình mở rộng vấn đề đây. Tức là mình tin vào bản thân nhưng không phải là không xả thực tế mà phải dựa đến thực lực thực tế. Mình biết mình là ai, mình có những năng lực gì để tránh ảo tưởng sức mạnh. Yeah. Thứ hai là không nên quá tự tin mà trở nên tự phụ, chủ quan và lười học hỏi. Đó, tự tin không có nghĩa là tự phụ, không được chủ quan, lười học hỏi. Bước 4, rút ra bài học. Ở đây chúng ta đưa ra cái thông điệp là con người cần phải có niềm tin vào bản thân, cuộc sống của mình. Liên hệ bản thân, học sinh phải luôn luôn học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng để có thể luôn luôn tự tin trước khó khăn, thử thách. Đấy chưa? Nhưng mà các em chú ý là cái bố cục của đề, đặt vấn đề, giải quyết vấn đề này, mở rộng vấn đề hay phản đề, rút ra bài học, đây là 4 bước cơ bản để giúp chúng ta giải quyết một cái bài văn nghị luận xã hội. Đó. Và trong cái phần giải quyết vấn đề, các em đi theo trình tự giải thích, phân tích, chứng minh. Đấy chưa? Cái phần mở rộng vấn đề hay phản đề, các em lật ngược vấn đề hoặc mở vòng vấn đề ra. Đó. Bước 4 của bài học thì mình đưa ra thông điệp và liên hệ bản thân. Đó. Bây giờ các em nhớ những kiến thức cơ bản để làm văn nghị luận xã hội hay. Cô tin là sau khi bài học ngày hôm nay các em đã có những kiến thức và những kỹ năng cơ bản để làm tốt phần nghị luận xã hội. Và chúc các em trong cái thi sắp tới sẽ đạt được 2 điểm tối đa ở phần nghị luận xã hội này. Việc này không khó, các em đừng có cười, đúng không? Cô tin chắc là các em đều sẽ làm được. Mình hãy cười một nụ cười tự tin là mình sẽ làm được. Và khi các em có kỹ năng, các em hoàn toàn có thể tự tin vào bản thân mình là mình có thể làm được tất cả dạng đề. Chúc các em làm tốt, chúc các em ôn tập tốt nha. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Tại sao chúng ta sẽ ôn về câu nghị luận xã hội, câu về nghị luận văn học nha. Bây giờ trước khi kết thúc bài học thì các em có những gì thắc mắc thì các em có thể vào phần chat và để hỏi cô hãy. Các em có thắc mắc gì có thể chat hỏi cô nghe hoặc là inbox lên cũng được. Còn bây giờ nếu các em không có thắc mắc gì thì chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay ở đây nha. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại.